Bà lên bà hỏi thăm anh em vui lắm, mỗi lần tới bà học bà hỏi ông nào học sao sao ông nào nghỉ rồi bà hỏi hết, nói ai nghỉ vô với thằng Nhật từng tháng nó xin nghỉ một tháng hay sao bà cũng biết nữa, bà hỏi tôi nói chưa biết, thì đúng là tuần này không thấy nó học, mới nó bận gì không biết. Chắc nó báo vào Linh, nhưng mà không, Linh báo biết nghỉ một tháng sao để nó nói là nó thứ nhất là một bài nó nhiều nó tập chưa hết, thức ảnh hay quên tới quên lui lắm, thằng đó nó không có tập đều hay sao, một thứ hai là cái bài nó dài như cái bài mà tẩy tủy bài 8 bài luôn mà ảnh không thuộc nổi, đù ảnh quên mà mẹ lung tung, ảnh làm như là ảnh không có nhớ nổi vậy đó. Thành ra ảnh nói ngừng một tháng để anh tập cho nó nhớ. Còn cái bài mà mình đang học là anh tập cái mình phải biết mỗi một bài nữa thôi, như bà Linh mới nói mà khi người nào hết bệnh thì chuyển qua học căn bản, bà cũng nói vậy, thì căn bản là tùy cái tình hình cái người, ví dụ anh thấy khỏe hẳn thì anh chuyển qua căn bản, ví dụ hết tháng này anh thấy được rồi bắt đầu xin chuyển qua căn bản thì nó cái phí nó giảm một nửa. Mà học thì ví dụ anh học những cái bài này, những cái bài anh học là thường thường năm thứ hai thứ ba thi công mới học tới, anh bài đang học á có người học 2 3 năm mới tới bài đó, tại vì nó chữa bệnh phải học trước, cái tác dụng nó nhanh nhưng mà nó không có sâu. Khi mình học căn bản mình đi từ thấp lên cao, tại sao tôi tập vậy, tại sao vậy, lúc đó cái đầu anh hiểu, nó học cao anh học leo, thường thường ở ngoài nó học căn bản chừng 1 năm 2 năm là ở nhà nó tập phải 3 tới 6 năm, thường thường khi mà tôi dạy xong thường thường khoảng 6 năm đó tôi tổ chức thi một lần, tôi cái người nào mà học nhiều nhất cái vụ vậy, mấy người mà hết bệnh là một nè, hết bệnh là tôi sẽ mời tới hôm đó, giống như cái đại hội ngành khí công vậy đó, mấy cái người mà hết bệnh phải tới dự, ví dụ anh hết bệnh của anh tới dự, rồi có khi mà trong anh em có hỏi gì anh lính trong giải đáp trong buổi đó, đó là một buổi. Loại thứ hai là mấy học viên mà tôi thấy giỏi là 10 trong vòng 10 năm tôi bắt lên biểu diễn cho anh em coi, rồi trong trong lúc mà biểu diễn coi thì tôi xin tiền của mấy mà học viên mà giàu có thì cho giải thưởng, đó là cái tôi dự kiến 10 năm tới làm vậy, để thứ nhất là coi cái khí công nó chữa được bao nhiêu bệnh, cái thứ hai là những người bệnh họ có những cái phương pháp tập nó không giống cái thằng mà tập căn bản, tại khi bệnh nó tập làm sao cho nó hết bệnh, nó tự nhiên cơ thể nó biết, là một cái thứ hai cũng là cái nhân chứng nhưng mà thấy là cái người đó tập cái đó mà nó hết bệnh, giống như con ý nó hết đau chân rồi, con hiện nó hết ho thấy không, còn anh cái lưng nó bớt đau gì là nó có những cái mà anh phát hiện được đó, để mà khi anh phát biểu người ta tin để tao bị mà tao tập hết mà, đâu ngoài đâu phải nói xạo, tại vì đa số người ta tưởng là cái môn này nó quẹt quẹt cũng sẽ hết bệnh, trong khi võ thuật nó cũng quẹt quẹt, yoga nó cũng quẹt quẹt, mấy môn khác cũng quẹt quẹt, tạ nó cũng quẹt quẹt, cái môn nào cũng quẹt quẹt, cái môn này cho nó quơ mà nó hết, nó là một cái lạ, nhưng mà khi mình chứng minh là không phải là cái quơ của anh nó là nó dính tới cái đường năng lượng đi trong người đó. Mấy cái ông ngày xưa ông ngồi ông thăng thiền, ông thiền ông ngồi ông nghĩ ra, ông Đạt Ma ông ngồi 9 năm ở tay ông quơ vậy cả triệu lần mới ra một động tác, mà cái trong 1 triệu động tác có động tác nào nó tác động tới cái năng lượng đi trong là ông giữ lại, và ông thực nghiệm ông thử cái ông tập thấy khỏe rồi ông chỉ mấy tăng ni của chùa Thiếu Lâm tập, và mấy tăng ni nó khỏe lên nó đánh cây đánh gạch thành công, ổng ra cái bài cái thức đó, thành ra cái động tác của ổng coi nó nhẹ như mày muốn sao tao đi, cái giống như tại sao nó chữa được bệnh thì anh cũng tưởng tượng tại sao con dao sắc được thịt, là cầm con dao cục thịt để ngắn sắc xuống, nếu không cầm cục thịt thì tôi thấy, nếu mà tôi không cầm thì thấy anh thấy tôi làm thì anh hiểu cái động tác đang sắc, để anh thấy anh hình dung trong đầu là ông thầy ông đang sắc cục thịt, ông cầm con dao thì cái động tác ổng vậy, thấy không, thì anh thấy đúng. Cái đó là anh trong nghề sắt thịt không thấy, còn khí công thì anh tập không thấy, nhưng mà cái ông trùm chế ra nó búa đúng là nó làm vậy, ví dụ như và nó khi vậy tại sao nó vậy, ông không thấy nhưng mà ông thấy cái đường nó chạy trong người anh, mà cái giống như là cái con người anh vẫn trồng chuối rồi mắt máu lên đầu, cái tay giơ lên thì máu chạy xuống nách, cái chân đá lên máu chạy vô há, một là anh phải để ý tại sao nó chữa được bệnh, nó có những kỹ thuật, thứ nhất nó luôn xoắn xoắn
nó chéo qua chéo lại, chéo lại qua chéo lại, anh hiểu rằng con người mình giống như một cái bịch ni lông. Tôi muốn bịch ni lông sạch đó, thì cứ bóp rồi này bóp kia bóp bóp xoắn qua xoắn lại cho nó xì cái hơi, mà khi nó xì nó bị xoắn một cái là cái bao nó căng lên nó sẽ xì ra mấy cái lỗ chân lông đó. Tưởng tượng ví dụ cái tay tôi để vậy, nhưng tôi để ra vậy thì nó phải xì cái hơi trong lỗ chân lông ra, tôi để vậy cũng xì đó. Nhưng là không phải đơn giản cái xì đó, cái động tác là ở trong nó có cái đường năng lượng chạy qua về. Cái động tác mày đưa ra đó đang đi theo cái kinh mạch nào ổng biết hết, mà bây giờ anh người thường làm sao mà hiểu được. Ổng nhìn thấy bên trong, ổng nói anh đâu có tin, tụi mày cứ múa mẹ đi, mày theo tao mày múa đi hết rồi xong. Còn bây giờ chứng minh, bây giờ có, bây giờ tôi thấy cái vô hình anh làm sao bây giờ tôi chứng minh cho Mỹ, tôi cũng chứng minh được. Thì tôi thấy cái đó nó có cái chạy trong người anh, mà cái thằng Mỹ biểu chứng minh sao tôi thấy cái đường cái gì nó chạy trong người mà. Cái đó là trong cái công nó gọi là cái đường khí. Đường khí là cái sự sống nó chạy. Khi trong người anh bệnh có một sự sống nó chạy để nó cứu sự sống, cái bệnh của anh. Thành ra giống như vaccine á, là nó chích vô trong người nó có cái kháng thể là nó giết con vi trùng đó. Nhưng cái con kháng thể nằm đâu sao kêu nó tức dậy đập kia. Còn mấy ông công là luôn đánh thức tất cả hệ thống tự vệ cơ thể. Thấy là quánh. Có như tập trận giả à. Bây giờ tao cho biết con người ta có 300 loại bệnh, tao tập trận giả 300 loại bệnh, hay là mấy bạn mà tập thì quơ là hết. Tập trận giả giống giờ giả sử như Trung Quốc đánh công Đài Loan thì tao dàn trận hay tao đánh tập trước thì nó có xảy ra cũng nhẹ hơn, đó là ý. Nhưng mà cái này nó trận thật, anh bệnh là đánh trận thật. Cái thằng bệnh nhân vô tôi chỉ là nó đánh trận thật. Tại sao đánh trận thật? Tại khi anh là cái thằng ngồi trong nhà mà thấy ăn cướp đó, ông có con dao lấy dao đâm đó, anh không có tay không đánh lại thì cái con dao thứ là khi anh tập thi công tự nhiên thấy à có này cái người nó khỏe ra, giống như nhờ con dao anh tin tưởng hơn. Nhưng cái con dao vô hình khi anh tập của xong người nó nhẹ hồi khi anh tập xong lắm nó có sự sẵn khoái thật là nó có cái vô hình nó chạy trong người, và cái người bệnh sẽ thấy. Mà người bệnh nói cái thằng không bệnh không có tin, đủ mày bên ông thầy có, mày ông thầy săn tăng với nhau mà làm cái clip mày quảng cáo thì có đó, nhiều đứa nó nghĩ vậy. Nhưng mà tao té hết thiệt nó chết chứ. Đó là cái là một, thì anh nhớ nguyên tắc những cái động tác anh múa là đang như anh làm cho mấy cái đường năng lượng nó chạy trong người, mà anh không được sai thứ tự, mà không được thiếu. Ví dụ một hai giống như giờ từ Sài Gòn lên Đà Lạt, đầu tiên có dầu dây, dầu dây lên Bảo Lộc, lên Đà Lạt, mày mà không đi vô đó đụng không tới Đà Lạt đâu, rồi đi xuống Nha Trang á, nó giống vậy thôi. Mà anh thiếu một cái là nó đi lạng quạng, bữa nào thử coi, anh tập sai cái anh thấy mẹ, tới đó anh dẹp mẹ, anh nhảy qua bài 2, anh đăng bài 1 nửa bài, quất bài 2, không có thấy mẹ, mà anh hết bài 1, hết bài 2, hết bài 3, bắt đầu theo khỏe dần, càng về sau nó càng khỏe dần lên, càng nhau nó càng mạnh lên, thấy cái hít vô hít ra mình giống như hồi thanh niên. Cái hơi thở mình lúc mình khỏe giống hồi tinh hít sâu thở sâu, nó mạnh mạnh ngầm ngầm trong đó nó hiện ra cái đó. Ủa mà sao tuổi mình lớn mà sao cái cảm giác hồi mình thanh niên mình khiêng nặng khiêng đồ có cái hơi nó xuất hiện ra, cái hơi đó là sự sống, cái đó là khí đó. Cái khí là... nó làm như là mình đang giống như trung số, giống như trẻ lại á, giống như hồi thanh niên á, nó giống hồi giống như ông lùi tuổi thọ lại 50 40 vậy đó. Chính tôi cũng thấy vậy chứ đừng nói khi bà Linh, ông Tuấn, bà Linh mà cũng thấy, khi tôi tập thì tôi thấy nó có cái khỏe hơn chứ. Bà nói là bà nữ thì bà thấy da bà đẹp ra, rồi người bà dễ chịu hơn chút, mà bà nói vậy. Còn anh vậy, còn mấy con ý thì nó mua tập không thấy đâu nữa, không thấy nhức nữa. Còn người kia tao ủa sao không thấy ho, mà không cần thuốc mẹ, mà nó ho nó làm cái là bé liền. Hồi trước nó làm hoài phép, bây giờ nó quơ một cái liền, làm như nó có phương pháp chống lại. Nhưng mà cái đó là cái người bệnh nó biết nó có một cái đường gì nó chạy trong, và có cái sự, tức là cái có là một cái hơi vô hình nó chạy trong người. Tức là từ trước giờ cái hơi nó nằm trong người mà anh không biết nuôi, giống nhà anh có con chó khô mà không biết xài thôi. Giống như nhà tôi con chó cứ mẹ cho nó ăn cứt nó ngồi cửa thôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ nó, mày đem cái này ra chợ, mày đem cái kia tới, mày chỉ nó, ù nó làm được. Thì ai cũng có một cái con chó bảo vệ cơ thể mình trong người, mà không có ai dạy nó. Mấy ông trùm này ông phải tụi bay phải tin tưởng trong người mày có một cái con chó đó gọi là khí. Con chó nó mày nuôi dưỡng là lúc mày không bao giờ bệnh. Tao nè,
sao nó có bệnh đâu. Này ông Đạt Ma 300 tuổi mới chết, mẹ Trương Đông Phong cũng 300 tuổi mới chết, mấy ông trùm không có bệnh gì hết. Ông làm vậy rồi. Trong bài khí công mà anh đang học đó, tài liệu Trung Quốc trên cả 100 triệu người hết bệnh. Nhưng bây giờ ai chứng minh cái môn này phải như thuốc tây à, uống hết má nó quơ không à. Thì cái ngày xưa nó gọi là tâm linh, nó nói cái này là quá phép, Phật Phật nhập vô cứu mày đó. Ngày xưa nó giải thích khi mình tập cái bài đó là Phật ư hiển linh hết bệnh à, thì cái đó là đối với dân ngày xưa nó tin liền. Còn dân mà trí thức bây giờ cũng Phật có đâu mà nó hiển linh. Thì bây giờ mà giải thích không giải thích theo cái kiểu tâm linh mà cái này nó dính tới kinh mạch của mày, thì giống như cái chai nước mà để yên thì nó dơ, nhưng mà cầm chai mình lật lên xuống hồi cái chai đó mình đổ cái nước ra nó trong cái chai này. Còn mà để yên mà đổ nó vẫn còn đục, cái vỏ cái thành chai nó có mờ mờ, còn cầm chai lắc còn đổ đó thì nó giống vậy đó. Thì cái kinh mạch ông giống như là cái chai đang đứng mà anh không biết cách làm sao mà lật cái chai lên lật cái chai xuống. Cái chai là anh thấy hữu hình, cầm cái chai mình có nước nó lắc lên lắc xuống, hồi cái cặn nó trào lên trào xuống, nó lắc thiệt lâu mà hồi xả ra là nó sạch cái chai liền, để nó cả vô cái thành chai trong. Đó rồi là cái chai. Còn mấy ông không hiểu đó, ông thấy kinh mạch anh nóng mấy cái đường ống giống như sông Sài Gòn, thấy không, càng ngày càng không có vét lòng sông đó. Lúc mà mưa không có mưa lù cái lòng sông cạn mẹ đất không ở dưới, thấy nước đêm mà ở dưới có chừng nửa mét nước à, thì chết mẹ. Cuối cùng càng ngày càng lâu là nước nó sẽ trào lên mặt sông, nó trào vô nhà dân luôn nếu mà không vét lòng sông. Mà nhà nước mình phải làm cái này, không thôi là luôn. Anh thấy mưa vậy hồ nó trào lên đường là tại vì cái lòng sông nó không có sâu, cái lòng sông mẹ 100 mét rồi nó đã tới biển luôn. Cái lòng sông mà nó cao 100 mét thì làm sao mà nó không chảy tới biển được, còn nó cao lên thầy đúng không? Nó trào đấy nó đâu có ra biển kịp. Cái độ dốc từ cái chỗ mặt sông từ cái sông anh ở biển, thì nếu cái sông anh sâu nó sâu bằng biển thì không bao giờ mà lục, tại vì cái mức biển nó lớn lắm, muốn là dân mặt biển nên phải giỡn. Nếu mặt biển nó bằng mặt sông anh đố mà anh làm sao mà đầy biển được á, thấy không? Thì tại vì mình không có làm vét lòng sông thì cơ thể anh vậy, anh lo tập cái cơ bắp thôi, còn cái ống máu mấy cái đường nó cặn không. Bây giờ anh tưởng tượng như da thịt anh, trong đó có cái ống dẫn máu để nuôi anh, mà cái ống nó bị nghẹt cặn không, giống như sông Sài Gòn đúng không? Làm sao anh khỏe được? Anh hiểu vậy đại khái. Bây giờ anh thấy ngó thằng cái mạch máu xanh đó, anh thấy nó vậy, nhưng mà ở trong nó giống như lòng sông ngọn chung nó có nửa lòng cặn, mà cái cặn này nó vô hình chứ không phải hữu hình. Nó hữu hình thì rờ vô cái ống máu nó cứng cứng nha, mà cái này là cái cặn vô hình, trong khí công gọi là tà khí. Nó có trong nước, nước sẽ chạy chậm liền. Anh thấy nhiều cái dòng nước á, nó có cái chất dơ là nó chảy chậm, giống như là cái nước tù á. Nó nhận nhờn á, anh đổ nó chạy chậm hơn cái nước mà trên suối chảy xuống. Nước suối thì trên thác chảy xuống luôn luôn nhanh nha. Nước tù anh đổ làm như nó dâng lên rồi nó trào ra. Nó như xịt xẹt cái gì ở trong á. Cái đó là cái tà, cái chất gì đó. Chất dơ nó nằm trong cái nước đó. Trong cái nước nó nhìn lên ánh nắng thì nó đục đục, mà nó chảy chắc chắn không nhanh bằng cái thằng nước trong. Lý do là khi anh máu từ tim ra nuôi anh nó vẫn chảy, nhưng mà cái ống nó phải dơ chứ mẹ. Anh thấy cái ống nước anh trong nhà anh chạy mà hồi sáng anh thấy cái xanh xanh đầy cái ống nước, nó đóng trong cái ống nước mình á là mấy cái rêu. Rồi anh để lâu phải lắc là anh nếu nhà có ống nước mà anh thường để lâu ít xài, anh mới xài lần thấy sẽ nó đóng rêu, còn nó chảy liên tục không sao. Nhưng máu vậy làm sao chảy liên tục, máu sao chảy ngược, thường thì anh đứt tay nó mới chảy liên tục. Còn giờ nó khi nó chạy ra một cái rồi chạy về, nó chạy ra cái nước đều 70 cái trong một phút là nhịp tim đó. Thì cái ống nước nó có một cái tốc độ đều trong ống nước chắc chắn bóng đều. Rồi tụi tay nó gọi là cholesterol gì đó mỡ máu rồi đó, không phải mỡ máu nghĩa là cái cặn của dòng sông Sài Gòn thôi. Giờ nạo vét sao thằng thọt cây vô hả? Cái mạch máu anh nó nhỏ như xịt chỉ á, là mà lấy cái dây gì thọt vô. Thì bắt đầu cái mấy ông khí công mới nghĩ bây giờ một cái bàn tay anh mà nó nhỏ xíu nhỏ nhiều sợi dây, anh đổ nước chưa chắc vô, tại cái ống nó nhỏ nước vô nó bít luôn, nó không chui vô cái lỗ nhỏ, nhưng cái hơi vô hết á, cái không khí anh ép vô nó vô mấy cái đường nhỏ xíu nó vô tới trong đó, cái hơi nó đi xa hơn là cái nước, tức là cái máu anh nó không rửa được ống nước, chỉ có cái hơi chui vô nó sụt ra mới sạch.
là cái khí đó, là có bọt không khí nó chạy, chạy chạy vô trong cái ống, cái ống máu chạy ra, cái bọt không khí là sao đẩy bọt nó đi, thì mấy ông gọi là khí. Mình muốn đẩy thế anh vận động thì anh cầm cái chai lắc lên xuống, cái bọt khí chạy qua chạy lại, cái bọt đâu có quất nó làm sạch cái ống nước, thì cái, phải có cái bọt trong ống nước. Cái bọt là do mà vận động sao cho nó nổ bọt, là mấy ông khi nghĩ ra là sao vận động nó nổ bọt lên. Mà cái bọt đó không có hại anh, mà cái bọt đó có tính chất là nó ma sát vô cái ống máu anh, nó cạo sạch rồi nó. Thì dân tập cái công hồ nó sẽ có những cái trạng thái hiện ra. Khi có chất bẩn bẩn trong người đó, cái hệ miễn nhiễm mà nó khô. Đúng. Một, đẩy ra mồ hôi. Cái mồ hôi anh thấy mùi mùi nó không có mùi bình thường luôn nha. Anh thấy cái mồ hôi tập cái công nó không giống từ mồ hôi thể dục thể thao. Thể dục thể thao là mồ hôi nước. Anh chạy nhiều quá nó ra nước. Nó mồ hôi nó mệt cái hử cái mồ hôi nó không, còn cái này tập chút chút mà nó ra nó rất là rít anh rờ coi. Anh để nguyên ra nó khỏi rờ cái da nó rít. Còn anh chạy bộ nguyên vòng sân về ra nước chùm nhẹp à. Ướt cao lắm nhưng mà cái không có rít nha. Còn cái mồ hôi nó ra ít mà nó rít rờ rờ nè. Anh cảm giác là nó rít rít. Ờ nó nên là tức nữa đem cái chất độc ra cái mồ hôi là một. Thứ hai nếu mình để ý anh vô đi tiểu nó có bọt nhiều hơn. Đi tiểu nó vàng vàng á. Mà tập xong nó ỉa rất nhiều hơn. Hồi trước anh tập á, không tập anh có thể ỉa một cái. Bây giờ nó ỉa hai ba cái. Tập hồi nó ỉa nữa hồi ỉa nữa. Ừ, giờ nó ỉa hoài ha. Một về á, ra cái ăn cái. Ờ không biết mà nếu mà anh ăn gì vô là nuốt một cái nữa. Ví dụ anh ỉa xong là ăn sáng rồi nó đòi ỉa một phát nữa. Nó anh ăn vô nó đòi ỉa một phát. Tức là anh chơi vô là tao tống ra liền. Nó tự nhiên có phản xạ con tin ha. Anh đi cầu sáng nay tập thể thao tập cái công xong anh cầu cái lắc anh ăn sáng mà nó hơi no chút về nó muốn muốn vô chơi phát ra đang đóng thì cái bụng nhẹ thì thấy dễ chịu nó thấy hay mỗi lần nó ra cái bụng dễ chịu. Cái thứ hai là những cái rem đau trong các cơ xương dần dần nó biến mất, cái rem nhẹ nó ngồi nó tối ngủ mà nó nhức khó ngủ uổng mất hết. Hồi trước mình nằm trên giường mà làm nó vẫn còn rem, nó có đau gì mà ngầm ở trong á, cái đó là ở nó đêm, cái trở qua trở lại, thì lắc mình khi mình tập khí công nó sẽ mình lắc mình nghiêng nghiêng ngoài nó đỡ, mình nghiêng nó đỡ, khi lúc mình ngủ mình thấy mình nghiêng qua này nghiêng qua kia tự động không còn được nằm yên như trước, hồi trước là nằm đâu chết đó, còn khí công nó không được đâu, anh ngủ chút là hồi nụ mấy nó biểu lận, còn bên này thì dễ chịu lắm, ngồi cái không được. Lăn cái chỗ này dễ chịu lắm em ngủ tiếp đó nó vậy á, tức là nó giống như nướng củ khoai, cái nằm một chỗ là máu tụ mà khí là cái thằng sự sống không được đủ mình lật lăn, giống như mà dưới lưng anh là một cái lò lửa khi nằm nó cháy nó bắt lật qua, thì khi học tập khí công là nó bắt con người là xoay trở cho máu lưu thông, dù anh nằm yên một chỗ không được đâu, không có thêm mình nằm vô thích. Nó tự nhiên á, hỏi nó tự nhiên mình lâu lâu mình chợt đứng dậy, ủa sao nó nằm bên trái rồi, lâu lâu chợt ủa sao nó nằm bên phải rồi, nó lục chành banh nằm ngửa. Ngày xưa thì chưa tập á, thì nằm đâu chết đó. Còn giờ biết mình nằm phải trở. Bây giờ tự nhiên nó lăn. Lăn qua lăn lại, rồi mà nó hơi mất cầu đi vô cái phẹt cái liền, đi tiểu đẩy ra liền chứ không phải là tiểu đêm. Đây nó tống ví dụ hôm tối hôm đó anh uống nhiều là nửa đêm nó bắt đái đi mày, uống ít là cho ngủ tới sáng. Nó hay là nó tự động hết thải ra được, mà nó là đều đều nó không bao giờ nó nín ỉa, ngày nào cũng phẹt ra không bao giờ nín được, là luôn ra anh mà nín là chết mẹ, là anh phải chạy, mà nếu anh nín thì giống ông Tuấn bên anh đó, là anh nín hoài là hư đó. Ông nín đá đến tiểu hoài bữa đầu nó bí luôn, thành ra khí công thì nó trở lên thường anh thấy thảm, nó đòi là anh đi cầu liền, tiểu đi tiểu liền, dần dần bắt đầu nó ổn định lại, đó là cái trạng thái gì đó, khí công rõ ràng là nó thải độc ra không à, thải bằng đứt tiểu, đứt đái, mồ hôi. Cái thứ hai nữa là cái tinh thần á, làm nó trống trống, nó không có no, nó làm cho cứng cứng cái đầu như trước nữa. Hồi trước là bưng, còn giờ nó trống trống ở trong đầu á, anh thấy nó chẳng khoái, trống trống, làm như rỗng rỗng cái đầu cái não này. Cái đó chứng minh là khí nó lên là nó lấy hết mà cái khí máu đen trong não ra ngoài. Tức là hồi trước cái mạo não mình nó thấy nặng. Tỷ cái mạch máu con trong đó. Mà bây giờ tôi hỏi lên sao lấy nó ra nhiều lắm, nó như sự chỉ mà nó đầy máu đen đó, bây giờ lấy máu đen ra đâu phải giỡn mà.
thì chỉ có cái bọc bọt nó vô nó mới ăn. Còn nếu lâu ấy, càng ngày cái đầu nặng, thành ra cái người mà không tập cái công cái đầu nó nặng, thấy nó làm chi, nó có cái gì khó nó. Như mình tập cái này, mình tập hồi khi mình tập xong cái đầu nó rộng lắm, như cái não nó rộng đó, và cảm giác vậy là khỏe rồi. Thì đó là những cái hiện tượng mà gọi là hiện tượng cảm nhận được của những người tập cái công mà các môn khác không có. Có anh tập cái công hồi cái lo các lo đi mất, anh đang lo cái chuyện trong gia đình, anh tập của hồi nó nhẹ, cái đầu nó sáng ra, mà anh tìm cách giải quyết, nó không còn căng như trước, tức là nó không căng thẳng thần kinh, hết stress cơ bắp, hết stress não, và hệ thống tiêu hóa chạy tốt. Ba cái đó là trong mấy tháng đầu nó hiện ra, mà mấy cái đó chính là chữa bệnh là thải cái đó ra chứ mẹ gì. Tôi hỏi anh, nếu mà cái đó nó ứ trong người tôi, mẹ ơi, 3 tháng nay tổng cộng lại cái số lần mà đi vệ sinh với nước tiểu, nước đái, mồ hôi thế nào, vùng mẹo trước giờ nó xanh nó nằm luôn đó, bây giờ nó thấm ra là hết rồi. Mà bây giờ kim tập nó ra đều đều vậy nữa, bắt đầu giống dòng sông Sài Gòn đen, 3 năm sông trong veo. Thành ra anh không được ngưng, anh ngưng là nó đục lên, nó đang vét, tại vì nước chảy đá mòn, kiến tha lâu đầy tổ, khí công nó tập theo phương án. Thành anh không tập đều lên thua, anh tập anh bỏ 1 tháng là ăn đòn, tháng sau nó bụng nó quại quại, anh bỏ 1 ngày nó cũng quại, rồi đừng có nói. Mà khi anh tập đều đều nó thành gì, tức là đúng như là cái xe bảo trì của hãng Honda, mỗi tuần mới đem đi thì làm sao cái xe mày hư được. Đánh xe cứ tuần đem tiêu Honda nó coi cũng xe mày hư, có thằng 1 tháng đem lần, có thằng mà nếu 1 tuần đem lần thì sao, thì tức là còn tao là ngày nào cũng đem lần, ngày nào cũng tập luôn, mà sao mà cái xe tao hư được. Mà cái phương pháp tao tập đây, cái này nó đang bảo dưỡng bảo trì cơ thể, nó không phải phương pháp khác, nó không phải tập cơ bắp bự ra. Thế là tôi thầy dạy với tao, tao có cơ bắp của mẹ cũng roi à. Mà tao mạnh không có bệnh, tao cần cái đó thôi, tao không cần cơ bắp bự như Mỹ này, không cần tao miễn sao không có bệnh. Rõ ràng cái phương pháp khí công là phương pháp làm sạch cơ thể, mà sạch tức là cái độc vô cho tống nó liền. Bây giờ anh thấy không, anh ăn phải ỉa mà, anh vận động phải ra chất độc chứ, mà anh không cho nó ra là anh chết. Anh thêm anh ăn vô phải ỉa ra, còn da thịt nó cũng đem, nó đem máu vô nó phải ỉa gì đó, nó ăn máu phải ỉa gì ra trong da thịt nó chứ. Mày đem máu đen, đem máu đỏ thôi, tao biến thịt, biến thô đen mà đem máu là cái phổi nó giải thích cái oxy, cái CO2 nó rồi. Còn cái cức của cái thịt anh nó ỉa ra đâu, là con mồ hôi không có, cái chết mẹ mày rồi. Nếu nó nằm trong da, mày không vận động, mình sơ xì ra, mà cái vận động của mình nó hay cái là nó không có gồng. Bây giờ anh thấy là cái khăn mình nó mềm, anh xả màu sạch hơn cái khăn cứng, đúng không? Thì cái thịt anh đừng có gồng á, thì nó xả độc dễ hơn. Thằng nó mới thằng gồng, nó không có ra độc đâu. Trong môn mình không có gồng, nhẹ nhẹ nhưng mà nó xoắn xoắn xoắn, giống như nó vắt cái xì thôi. Thì cái nguyên tắc của mình thứ nhất là thả lỏng khi tập, không cho thở nhiều, mà thở nhiều không có thở sâu, mà thở nhiều lần, ví dụ khi cái động tác đưa ra có thể 3-4 hơi lận. Còn cái thằng thể thao hít một phát không à, chết. Hít một phát thì nó có cái dở gì. Anh tưởng tượng bây giờ anh đi từ lầu 1 lên lầu tôi, mà anh đi một phát lên thấy mệt hơn anh đi một lầu anh nghỉ một chút à. Không có mệt đâu, tức là tôi thở nhiều lắm. Ví dụ anh đi từ 1 lên lầu tôi, anh thở 10 hơi thôi, còn tôi thở 50 hơi sao không mệt. Tôi lên lầu bỏ tôi đứng hết mệt, tôi lên lầu 2 hết mệt, thì tổng số mà hơi thở nhiều hơn mà. Tao vẫn lên lầu nhưng mà tao không có bệnh. Còn mày mày muốn nhanh là mày bệnh, thằng nhanh là thằng ngu. Nhanh gọi là thải. Nhưng mà đâu có ai bắt buộc anh lên lầu nhanh đâu. Có nhiều kỳ á, bây giờ anh muốn đi từ lầu 1 lên lầu có thể, cái tao có hối mà có ai hối mà chạy nhanh lên gặp tao vậy. Mà lên mà đi tới lầu nào thấy mệt mày đứng ngồi chơi nó hay mệt. Sao mà đứng dậy đi tiếp coi, lên tới đây mở cửa vô bình thường chứ. Nhưng mà đừng có tưởng có thể tháng đầu mà lên lầu tao mày mất 6 phút, tháng sau còn 4. Cơ thể nó khôn lắm, nó cải tiến lại. Đây là cuốc đất phải không, mày mới lầu cuốc được có mét luôn, mẹ mấy tháng sau có 10 mét luôn. Đóng đinh nó mới ngày đóng một cái nữa, đóng 100 cái không thấy mệt. Đó, cơ thể nó khôn vậy. Anh cứ làm vậy nhưng mà anh phải nghỉ. Chính con người cũng vậy, 8 tiếng làm, 8 tiếng ăn uống, 8 tiếng nghỉ mà. Anh làm 8 tiếng nè, anh thấy ăn uống giải trí một
là 8 tiếng, ngủ 8 tiếng nó có chia làm 3. Thì làm phải, rồi phải ngưng, rồi phải nghỉ. Tức là anh lên cầu thang lầu 1, anh phải nghỉ một chút. Lên lầu 2 mà phải nghỉ chút, không được lên liền á. Lầu 3, khí công và tập bài 1 xong, nghỉ một chút. Bài 2, thức 1, thức 2 cũng vậy. Từng thức là phải có một chậm một chút để qua thức 2. Mày không làm vậy là mày mày chết. Đó là nguyên tắc thứ hai của khí công gì? Tập luôn nghỉ từng thức một, đừng để tập nhiều mấy tiếng đồng hồ nghỉ lần, là các đối thủ thể thao như vậy không, tập dài chạy 10 vòng thân tao quá, đi 10 thước mà ngồi nghỉ 10 thước luôn, ta đi từ sáng tới chiều, thấy mới chạy hoài cái phòng sân phải tới tối vẫn chạy rồi đi tao nghỉ, thấy không? Nếu tôi làm vậy tao nói thì cái vòng sân Phú Thọ tao chạy từ sáng tới chiều tao thấy tao vẫn chạy hoài. Tôi chạy tự, ví dụ tôi đang chạy nhanh nhanh hồi tôi chậm chậm tôi nghỉ, hồi chạy nhanh nhanh chậm chậm tôi nghỉ, tôi làm vậy tôi nói tôi thiệt đợi từ sáng tới chiều 100 cây số tao cũng chạy mệt. Nếu tôi tập vậy trong một năm sau là luôn tôi chạy 100 cây số không biết mệt cái gì, tao nghĩ trong lúc tao chạy luôn, lúc nãy tôi chạy chậm là tao nghĩ tôi chạy hơi nhanh là tao tăng tốc, tôi chạy chậm mà tao có tỷ lệ đều, cứ nhanh chậm cực chậm, nhanh chậm cực chậm, cứ vậy thôi. Khi cực trọng là thở đều cho hết nhịp tim nó đều lại, thấy bình thường rồi ta tăng tốc lại, cứ là giống như lên dốc xuống dốc, lên dốc xuống dốc là cái hình sin như cái làn sóng, thì anh thấy cái làn sóng đi từ cái đầu hồ này qua đầu hồ kia được, nó chỉ dẫn sóng nhẹ, nó không cần lên cao không cần xuống thấp. Còn mấy thằng thể thao lại lên cao xuống thấp không à, còn khí công là tặng 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 như con rùa bò qua tới kia chậm nhưng mà chắc. Đó là nguyên tắc thứ hai đó, tôi nói cái cách bây giờ tiếp cho anh tập. Đã nhiều người mà